Chiều nay, 200.000 tài khoản học tập và truy cập Internet trị giá 100 tỷ đồng đã được Tổng Công ty Viễn thông Mobifone cùng với Báo Lao động và Quỹ Tấm Lòng Vàng trao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp nối lời hiệu triệu nhân văn trong chương trình Sóng và Máy tính cho em. Tại đây, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng đã kết nối để Mobifone trao tặng 200.000 tài khoản đào tạo và học tập trực tuyến tới Bộ Giáo dục và Đào tạo, trao 500 tài khoản đến Công đoàn Giáo dục Việt Nam để gửi tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc phục vụ việc dạy và học trực tuyến. Theo chương trình hỗ trợ, mỗi học sinh thuộc đối tượng tài trợ sẽ được nhận một tài khoản ôn luyện củng cố và nâng cao kiến thức các môn học cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 từ hệ sinh thái dịch vụ MobiEdu. Một tài khoản học tiếng Anh nâng cao trên hệ sinh thái dịch vụ MobiEdu cùng với dung lượng Internet miễn phí 4GB một ngày, thời gian sử dụng trong vòng 3 tháng. Trong các đối tượng học trực tuyến thì có nhiều em có hoàn cảnh hết sức là khó khăn, đặc biệt là con công nhân. Ở chương trình này giúp cho các em thực hiện được ước mơ học tập nhưng đồng thời nó cũng là động lực để các em học tập tốt hơn, rèn luyện tốt hơn để thực hiện các cái ước mơ của mình. Chúng tôi cũng cung cấp các cái nền tảng để cho các trường có thể sử dụng cái nền tảng MobiEdu để triển khai cái việc dạy trực tuyến cho tất cả các em. Và hy vọng rằng là với cái sự hỗ trợ của Mobifone thì nó cũng sẽ giúp cho toàn thể các bạn học sinh cũng như là các thầy cô giáo chúng ta vượt qua được cái mùa dịch này và đồng thời cũng góp phần nhỏ và trong cái việc là thúc đẩy cái quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Đại diện Mobifone cho biết 200.000 tài khoản học tập và truy cập Internet sẽ được trao thành nhiều đợt. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lựa chọn đối tượng học sinh được nhận hỗ trợ, đồng thời phân bổ số lượng theo đề xuất và tổng hợp của ngành giáo dục các tỉnh trên toàn quốc, căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của mỗi địa phương.